Chào bác nha, thì tình hình là em đang muốn bán một con máy. Tình hình con này là mua và đã sử dụng một thời gian rồi, nhưng hiện tại chạy vẫn ok. Nói chung là mình sử dụng thì nó chạy vẫn mượt, vẫn khỏe, máy thì khỏe. Nên anh bán con này để lên con khác các bạn. Thì bác nào ưng thì có thể liên hệ mình nhé. Nói chung là con này thì mình mua cách đây tầm khoảng mấy tháng đó, chạy thì vẫn rất ok. Hàng thì nói chung là hàng sử dụng rồi, nhưng mà nhìn ngoại thất vẫn tầm khoảng, vẫn nói chung là vẫn như mới. Bác nào ưng thì liên hệ em.